bỏ Gì? tôi ra. Chưa chịu thua nữa hả? Chịu thua chưa? Chịu thua chưa? Thua. Khoai sùng dạng tới. Đứng dậy. Chị thua còn đánh lén nữa hả? Đứng lại. Bắt tôi đi. Đứng lại, đứng lại. Bắt tôi đi. Dám đánh lén nữa phải không? Trời ơi, có quyền đánh lén. Ê, 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 ê. Bắt chơi tôi đi, dây còn chạy đi. Nữa. Bắt tôi đi. Em mà bắt được anh là anh chết á. Bắt tôi đi thì bắt ê, tôi ê, đi. Đứng lại. Bắt tôi đi. Đứng lại. Bắt tôi đi. Bắt tôi đi. Bắt tôi đi. Đứng lại. Chạy tới cái con khỉ làm như em muốn ăn khoai sùng lắm vậy. Ê, giận hả? Mới giận chút xíu giận rồi. Thôi, bỏ qua đi. Tao lấy nước cho mày uống nha. Nè. Không. Không muốn thôi tao uống. Ê, mày lấy đâu ra hai cục sỏi đẹp vậy? Mượn coi. Tôi lượm. Mượn đi. Không. À, hay là bây giờ tao với mày đổi nha. Nè, tao có cây sáo này nè, thổi nghe vui lắm á. Nè, đổi đi. Thôi, mất công tôi ho giống anh lắm. Thôi, đổi đi. Sao tôi có cái gì anh cũng đòi đổi hết vậy? Tôi nhớ không lầm á, là anh đã đổi của tôi nhiều lắm rồi đó. Ờ, thì anh em với nhau mà, đổi đồ chơi với nhau, có gì đâu. Thôi, đổi đi ha, ha. Ê, hay là bây giờ mày đổi đi, tao sẽ dạy mày tính toán. Chịu không? Không. Đổi đi. Mang nghĩ mà, ha ha, đổi ha. Đổi thì đổi. Nhưng mà tính toán không cần đâu. Sao hả? Nhức đầu lắm. Ừ, ngu như mày học sao vô. Anh Thiên. Cái gì? Em hỏi thiệt nha, anh có thích cuốc đất không? Mày hỏi gì kỳ vậy? Em hỏi thiệt á, anh có thích suốt đời cuốc đất không? Anh trả lời em đi. Dĩ nhiên là không rồi. Vậy anh có thích vinh quang phú quý không? Ờ thì vinh quang phú quý ai mà không thích. Em cũng thích nữa. Cười gì vậy? Anh tưởng tôi khùng hả? Im! Anh nghe nói nè. Tuy anh là hai thằng không cha không mẹ, khổ rách áo ôm. Từ lâu đã kết nghĩa anh em sướng khổ có nhau. Nhưng mà tôi chợt nghĩ ra cái này nè. Mày nghĩ gì vậy? Anh thông minh nhưng lại yếu ớt. Còn tôi ngu đần nhưng được cái khỏe mạnh. Nếu tụi mình biết hợp lực thì có thể thay đổi cuộc đời mà. Mày nói cái gì lúng túng vậy? Không đầy một tháng nữa anh em mình sẽ có 150 quan đủ để làm lộ phí cho anh lên kinh. Cái gì? Lên kinh? Chi vậy? Đi học. Đi học? Mày có điên không? Lên trển là chỉ có nước chết đói. Bộ mày tưởng nhịn đói là dễ học lắm sao? Em sẽ làm thuê cuốc mướn nuôi anh. Em thừa sức làm chuyện đó. Miễn là anh cố gắng học tập cho đến khi đỗ đạt. Ê, để mày nói chơi nói thiệt mày. Không nói nhiều. Bây giờ anh trả lời đi. Anh có muốn đi học không? Có không? Có. Được rồi. Anh có thể về nhà chuẩn bị đồ lên kinh đi là vừa. Ê! Đĩa! Nếu chuyện này là có thật thì thằng Thiên này sẽ không bao giờ quên đâu mày đâu.
Lão Tuyết. Rồi sao nữa? Kể tiếp đi. Rồi mọi việc diễn ra như ý muốn. Kể từ đó, tôi bắt đầu làm việc nhiều hơn. Việc gì tôi cũng làm, không kể giờ giấc, không sợ khó nhọc. Tôi miệt mài đến quên ăn, quên ngủ, cố kiếm đủ tiền để lo cho anh Thiên an tâm đèn sách. Mỗi lần tôi lãnh được tiền công mang lên cho ảnh, ảnh cứ ôm tôi mà khóc. Đổ nước mắt cá sấu. Bình tĩnh, kể cho lão nghe. Rồi sao nữa? Thời gian trôi qua, cuối cùng rồi chúng tôi cũng đạt mục đích. Thiên đã đổ trạng nguyên. Quả thật là tuyệt diệu. Ông lão biết không, tôi mừng lắm đó. Tôi mừng không có gì diễn tả nổi. Thiên đã thi đỗ trạng nguyên, được vua bổ chức quan to trong vùng này. Được tin, tôi tức tốc lên thăm và mang theo cả quầy chuối này để biếu ảnh. Nhưng thật khốn nạn, anh xua đuổi tôi như đuổi một con chó. Trời ơi, hóa ra là vậy. Thôi, chuyện đâu còn có đó, đừng tức giận mà sinh bệnh. Nghe ta nói đây, kể từ bây giờ á, con cứ ở đây à, lập một cái bến đò đưa khách sang sông, kiếm cũng đủ ăn, khỏi phải cày thuê cuốc mướn làm gì cho cực khổ. Rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đó. Nhưng con làm gì có đò mà lập bến? Đò hả? Tao quên mất, tao quên mất. Rồi con sẽ có đò liền. Dừng lại. Bắt cô gái lại cho ta. Dạ. Dạ. Bắt cô gái lại cho ta. Dạ. Mấy người làm gì vậy? Sao lại bắt tôi? Buông tôi ra. Buông ra. Tại sao ngươi gặp ta mà không quỳ chào? Tôi không quen biết ông, tại sao tôi phải chào? Ông là gì mà bắt tôi phải quỳ? Khủng lâu. Đây là Trạng Thiên, quan đứng đầu của phủ Lễ này. Hãy mau quỳ xuống tạ tội với quan, không ta đánh một hèo chết bây giờ. Lính nha, đánh cho ta. Khoan. Chắc là cô nàng mới từ phương xa tới phủ Lễ này. Dạ. Nơi không biết ta là đúng rồi. Đừng trách nàng ta làm gì. Quan, cẩn thận. Xin nàng cho biết quý danh. Ta họ Tiên, tên nữ. Là tiên nữ à? Vậy. Con yêu tinh này hủng láo, dám tự xưng là tiên nữ hả? Dám giỡn mặt với quan phủ hả? Lính đâu? Dạ. Đánh. Dạ. Khoan. Dạ. Ta cảm thấy cô gái này không phải là hạng tầm thường. Dạ. Nếu không phải là Dương Phi công chúa thì cũng là con cháu của hoàng tộc. Phải cẩn thận, không thì mất mạng đó. Dạ. Dạ quan phủ. Dương Phi công chúa gì mà lang thang một mình ở cái phủ này? Vậy ngươi chưa từng nghe chuyện bọn họ trốn kinh thành đi ngao du thiên hạ đó sao? Chẳng lẽ là như vậy? Ta nghĩ là không sai. Nè, hai người lảm nhảm nhỏ to cái gì đó? Khôn hồn á, hãy thả ta ra liền đi.
Dạ. Dạ, xin tiên nữ cô nương thứ lỗi. Hạ quan vì muốn được làm quen với cô nương, cho nên đã vô tình xúc phạm. Xin cô nương tha tội cho. Tiện đây hạ quan mời cô nương về phủ đường của hạ quan dùng bữa cơm trưa. Mong cô nương thuận ý. Hạ quan tôi vui mừng kính cẩn nghinh tiếp à. Ghé ăn trưa ở phủ đường nhà ngươi à? Để ta suy nghĩ xem có cần thiết không đã. Dạ cần lắm chứ. Ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi ngao du mới thích. Quan phủ. Thôi được. Ngọc Hoàng Thượng Đế sai ta xuống Trần gian để tìm hiểu nhân tình thế thái ra sao. Ta cũng muốn biết cuộc sống của quan nó khác cuộc sống của dân như thế nào. Vậy thì phúc cho hạ quan quá. Xin mời cô nương lên kiệu. Lên kiệu à? Quan phủ. Thôi cũng được. Quan phủ. Nên. Nè, nhớ kiên ta cho cẩn thận. Nếu có chuyện gì á thì đừng có trách ta. Khởi kiệu. Ê. Đây là đâu? Tại sao các người lại đưa nàng tới đây? Anh lấy đồ kia, hãy đưa tôi qua sông. Anh lấy đồ kia. Dạ dạ. Dạ. Dạ, rất hân hạnh được đưa quý khách sang sông. Dạ mời quý khách. Ủa, anh Thiên, phải anh Thiên không? Đứng lại. Sao gặp thằng này hoài vậy? Anh Thiên, đứng lại. Em biết là anh sẽ nghĩ lại mà. Đứng lại. Em biết anh còn thương em lắm. Đứng lại. Em biết ông trời còn thương anh em mình lắm. Anh Thiên à, em biết mà. Thôi đi. Ta với ngươi chưa hề quen biết, tại sao ngươi lại dám hồ đồ như vậy? Ngươi chỉ là một kẻ tiện dân, một tên lái đò hèn mạt. Tại sao ngươi lại dám xưng anh em với một trạng nguyên đang đứng đầu cái phủ lệ này? Anh Thiên, em là đệ mà. Đệ cuốc đất làm thuê, kiếm tiền nuôi em đang học đó. Im đi. Lĩnh đầu. Dạ. Đánh hắn 100 heo cho bỏ cái tội hồ đồ hỗn láo. Khoan. Tại sao cô nương lại cản việc của ta? Xin quan phủ thứ lỗi, thiếp không quen chứng kiến việc đánh người. Xin quan phủ hãy vì thiếp mà tha cho anh ta có được không? Thôi được, ta sẽ tha tội cho hắn với một điều kiện. Cô nương cho ta biết cô nương là ai. Nếu quan phủ biết thiếp là ai rồi thì mới chịu theo ý thiếp. Việc làm đó không còn ý nghĩa gì cả. Người thấy sao? Dạ, sao là sao? Người thấy sao? Dạ. Dạ bóng quan, có lẽ ta nên thận trọng thì hơn. Ừ.
Thôi được,